Ok, bây giờ tới chùa anh nha. Bữa nay tuyết quá không có lại trước được, không có đốt nhang trước được. Trời mưa tuyết. Đi vô chùa nè. Ui là cái xanh này trơn lắm nha, nước đá không nè, không. Trời đang mưa. Mưa nó lạnh quá, cái đóng băng nó nhiễu, mưa nó nhiễu xuống đóng băng vậy nè. Hello anh Nhàn. Xuân năm nay buồn quá. Năm ở đây có tổ chức văn nghệ đây đây. Ok, tiện căn cũng ok. Quang An. Chơi Bình là Quang An.
Quế mai.